xem rõ thông chết hay có đôi chứ sốc có phía phía chết để tổng bì thông chết cứ dùng mở tới vì miền xem rõ hiểu lõ nơi khẳng cỏi nâng cứ miền đàm xa rõ thì đi cứ miền xâm lấy sát miền mà nụ miền nơi chán hay tắc xâm xám của thật lẹ máu mà có khiêu chơi mở tới miền xâm rõ hay ní cứ chỉ cả đại lục môn một bỏ tăng này ta tham phim nặng bài bờ phong chẳng cứ miền tê lộc cả bị liệt lắc cứ niệm môn một bài đâm bài sầm rạp bậc cài chẳng được nông bên ní chung cả nát mà phim chẳng được cho ông pi sầm rõ thòm chiết nắng mưa tới việc sạt việc lo ai thưa ở tẹt chặt đò nẹt đài một cầm san một mờ tu sơn na nó cứ thả nâng bàn khơi nở phìp sạt lò chẳng giang nam mình phải chặt bỏ dương có sầm khăn đài nâng cứ thả bàn một tu sơn na bàn khơi nở sầm bọt thòm chết lò vận tải chìm sẽ phải chặt bỏ dương nó cứ thả sầm khăn đài nhận nhôm bột bò sạt bị pru thả cana na bờ dương miền sập hiệp kìm krom mình sập bay mình smoke smile nâng nông play chất bỏ dương nâng cứ thả mình lõ nâng thừa dương đo nâng hiệp mình sốc mình chìm rán đợt ca miền nâng hiệp smoke smile chẳng chẳng cứ mình sọt đi đâm bây sọt đôi chì thò mà chiên đà vì miền trời tắc xanh xám cứ đôi chì trời tắc liêng mà đôi chỉ thòm chết nó việc hiểu trò bán việc xài tập riêng xài tập phẩm, giang nam mình chặt bỏ dương nó nghe, bà sơn na chi thắt nực nông phèm, để cái đời cái hai mùa mà mình sợ bài mình tự gì ấy, miền tây phèm mong sao nực nông chặt, anh ấy cứ mình ai thưa ở sọc phèm lại chặt bỏ dương nó bàn lo thì chẳng sầm khán á, nâng sọc phèm lại cái dương bạn tu tiền là hà tu tiền này hãy vận tài cả đại dương bạn là hà ôp thòm nó cứ bạn sau cấp hiệp với vận tài lấy chất bao dương mình bạn sỏi sọp từ đời bề tài chất sỏi sọp từ đời cả sợ bài gì gì ở bạn lo tế cứ bỏ cái đại dịch bệnh bao dương nó cứ cả tộc tràn thị tràn mà bạn chụp nhận nhôm khá có đôi chụp ôn và ôn đài sắp ngày nay cũng miền bờ miền họ đón đẹp lắm, đang dọc biển chui vào chỉ tì păng nó cứ là miền tràn đẹp lắm lột tặc sầm lấp luôn này nữa, đời xa tại sọc phía phải chặt bạc quạt nó mình lo, đang miền bờ này dây tam phía xa thố lột lược màu thà chỉ mình tơ là bạc chặt, cứ mình tơ nó miền ấy lắm, cứ miền lột hẹ tô xạ mồ hạ, đang khăng chân này cùng cua này nó sát tay chưa mình tới là mình tới phải chết à nâng vừa ở chết nâng mình sợ bài mình tự đi thế nâng miền tiếp mọc màng nâng cứ thắc cạn mê rốt được nông phải chết bỏ chuyện nâng chẳng nằm bay ở chết nâng ấy chỉ đặt là lo sợ bài ở miền sau cuộc hiệp phải chết nâng cứ thả dường mơ từ thòm chết nâng cứ miền tiếp sọ hiu chẳng ná cứ bị sai tật chẳng chẳng nào ấy bà dương để ruộng nợ bán trở phải cả để mình khăn mình chân này mình bồ máy mình cùng cuốn cứ phải chất bỏ dương nâng lọ chẳng thừa sọc phiếp phải chất bỏ dương nâng bán căn đại xa lãng đại xa tại miền nữ phiếp chè xâm rộp chè bị chà rà nà hay bị chà rà nà thừa nực nông rương lọ lọ kết nông rương lọ lọ hay mình khăn mình bồ máy mình đại cả hai này ấy thừa ở chất bỏ dương nâng miền sọc phiếp lọ cả nà bởi miền sọc phiếp lọ nâng cả ruộng nợ nâng mình miền ca mọc mái mình chọn sầm lấp luôn mình chọn thưa ấy tê tê nâng ruột nó đời ca prang prai đọc sai pành hà được nông chỉ vật nó cứ bài phiệp chỉ bực cô đời ruột nó chỉ bỏ cái đây bài chỉ bọn nó cứ thà thưa luôn ở tập bài chẳng ngắn á chẳng không cần đặt pháp phiệp còn được vô tệ tôn tí tăng sầm lọt thò mà chết nâng sau cái phiệp lời chật nó cứ sầm khàn to đại dương mưa thò mà chết đại miền ca sọ lo prang prai chẳng tới về sợ bài gì đấy, tại sầm khán cứ sau cái phép lời chật bỏ dương này, năng bỏ chật bỏ dương nơi miền ruột, nơi miền ba, nơi miền phép mình là o,
ក៏នៅក្នុងចិត្តអានឹងអត់សុបាយទេអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺយើងត្រូវមានការដោះស្រាយបងអ្នកណាក៏ការຕົកដែរបើយើងនិយាយរួមថាក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើសិនណាជាយើងមិនចេះសិក្សាមិនដឹងអំពីដំណើរនៃចិត្តរបស់យើងទេគឺការຕົកច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់ស្រស់ទេវាអត់ស្រស់ទៅតាមផ្លូវចិត្តទេហ្នឹងហើយបើយើងឃើញវិញមិនដឹងនិយាយយ៉ាងណាព្រោះមួយថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងណា នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនបងរៀនឃ្លីនរៀនសម្អាតចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យល្អដើម្បីឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងមានការប្រសើរឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងទេបានជាការពិចារណាមើលប្រៃប្រឹក្សាផងហើយនឹងបានឲ្យទៅជាភាពដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងមានសុខភាពល្អរៀនស្រស់ស្រាយរៀនញញឹមចេញពីក្នុងចិត្តដោយមានធម៌មេត្តា នឹងជួបអ្នកណាណាក៏យើងមិនចេះតែខឹងមោម៉ៅទេព្រោះធម្មតាអ្នកដទៃគេធ្វើឲ្យយើងមោម៉ៅនឹងយើងមិនអាចឲ្យគេក្តៅក្រហាយជំនួសយើងទេតែយើងខឹងជាមួយគេយើងក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងអត់ល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធម្មភាពគ្រាន់តែលើកយកមកប៉ុណ្្នឹងបង